Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin khi các phe đối thủ càng mạnh thì ông Tập tìm sự hỗ trợ từ quân đội. So với Việt Nam thì tình trạng đấu đá phe nhóm quyền lực nội chính còn phức tạp hơn rất nhiều tại Trung Quốc. Tình trạng hỗn loạn phe phái đối lập đối với ông Tập Cận Bình trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở giai đoạn cực điểm. Được tác giả Vi Vô Lập phân tích trong bài viết trên tạp chí quốc tế và được Lê Minh Nguyên chuyển ngữ. Sự tranh chấp và ẩu đả giữa các bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc với 95 triệu đảng viên đã trở nên rõ ràng đến mức các cơ quan tuyên truyền của Đảng thường cẩn trọng thì bây giờ không còn e ngại khi loan tin bẩn thỉu ở nơi công cộng. Một bài báo trên tờ báo chính thống Giám sát và Kỷ luật của Trung Quốc có tựa đề Đảng đã trở nên mạnh mẽ hơn thông qua huấn luyện cách mạng, thẳng thừng bày tỏ mức độ đối kháng cao giữa các phe phái khác nhau trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các thành viên khác trong Quân ủy Trung ương chào các sĩ quan quân đội Đại học Quốc phòng PEA vào hồi tháng 11. Tạp chí này cũng cho biết có những cán bộ tự cho mình là đúng, những người công khai bày tỏ quan điểm trái ngược với cơ quan Trung ương Đảng. Tạp chí sử dụng thuật ngữ cơ quan Trung ương Đảng đồng nghĩa với Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết một số cán bộ từ chối tuân theo mệnh lệnh. Họ phủ nhận và bóp méo các quyết định và chính sách của Trung ương Đảng. Những người khác thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng tàn tệ và hành động trái ngược với tổ chức Trung ương Đảng một cách công khai hoặc lén lút. Trong vài tháng qua, các phương tiện truyền thông chính thức khác đã chê bai những quan chức là không trung thành và hai mặt, và thậm chí còn ám chỉ những các nhóm đang công khai phá hoại quyền lực của ông Tập Cận Bình. Tình trạng hỗn loạn phe nhóm bất chấp quyết tâm lặp đi lặp lại của ông Tập rằng cải thiện hệ thống quản trị và thúc đẩy nền dân chủ trong nội bộ đảng. Có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo tối cao có dính líu cá nhân đến sự chỉ trích và đâm sau lưng các chiến binh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các phe phái cạnh tranh bao gồm phe Thượng Hải do cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân và cựu Phó Chủ tịch Tăng Khánh Hồng lãnh đạo. Đảng Đoàn Thanh niên Cộng sản do cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lãnh đạo và các chi nhánh khác, con của những người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những người này không đánh giá cao ông Tập và phản đối việc ông muốn ở lại một hoặc hai nhiệm kỳ tại Đại hội Đảng lần thứ 20, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Trong các cuộc ẩu đả với nhau, ông Tập và kẻ thù của ông ta sử dụng một vũ khí, đó là quân bài chống tham nhũng. Đây là hình ảnh Bạch Lai Hy, một quan chức cấp cao của Trung Quốc, bị kết án chung thân vì phạm tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm quyền trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong suốt nhiều năm qua. Kết quả là các cán bộ thường bị trừng phạt vì hối mại quyền thế và thiếu trách nhiệm, mà chủ ý thực sự là vì liên kết bè phái đối nghịch. Trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên, ông Tập Cận Bình chủ yếu dựa vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, do người thân tín của ông lúc đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và đồng sự Vương Kỳ Sơn đứng đầu, để loại bỏ hoặc kiềm chế các thành viên của phe phái đối địch bằng cách kết buộc tội phạm kinh tế và các hoạt động bất hợp pháp khác. Tuy nhiên, có thể do sự ghen tị của ông Tập với ảnh hưởng của ông Vương quá lớn, hai người bạn thân ngày xưa đã bỏ chơi với nhau ngay sau khi ông Vương từ chức tại Ủy ban đầy quyền lực này vào năm 2017 và ông được trao cho chức vụ vô quyền là Phó Chủ tịch nước. Tuy nhiên, người đứng đầu hiện tại là Triệu Lạc Tế lại gần gũi hơn với phe Thượng Hải và những người cao tuổi chống lại ông Tập như Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Đầu tháng này, ông Lật Chiến Thư, thành viên của tổ chức hàng đầu của Trung Quốc và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc, người trở thành bạn thân tín của ông Tập vào đầu năm những năm thập niên 1980, đã biến mất khỏi các phương tiện truyền thông chính thức trong 2 tuần. Hóa ra, cựu phó bí thư Quý Châu ông Vương Phú Ngọc, phụ tá quan trọng của ông Lật, khi ông Lật làm bí thư Quý Châu từ năm 2010 cho đến 2012, đã bị cơ quan của Đảng bắt giam và tuyên án tù chung thân vì bỏ túi riêng những khoản lợi bất chính hơn 400 triệu nhân dân tệ, tương đương 63 triệu đô la. Không có bằng chứng nào chỉ ra rằng ông Lật có liên quan đến các hành vi tham nhũng của ông Vương, nhưng sự bê bối của ông Vương
đã trở thành một nỗi xấu hổ lớn đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do mối quan hệ thân thiết của ông với ông Lật. Đây là hình ảnh ông Lật Chiến Thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, người được coi là cánh tay phải của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các thành viên khác của phe phái Tập Cận Bình, chủ yếu bao gồm cộng sự viên và các thuộc hạ của ông Tập, trong thời kỳ mà ông Tập, 68 tuổi, phục vụ ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang từ năm 1985 đến năm 2007. Họ cũng đang bị lâm nguy. Ví dụ đáng chú ý nhất là cựu bí thư thành ủy Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, ông Chu Giang Dũng, người đã bị điều tra vào tháng 8 năm ngoái. Ngoài việc nhận hối lộ khổng lồ, ông Chu còn bị điều tra về tội thông đồng với một số doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh. Một số người bạn thân bị mất uy tín khác của ông Tập ở Chiết Giang, đó là ông Từ Lập Nghị, người đã bị xử phạt vì quản xử lý kém trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam vào tháng 8 năm ngoái 2021. Ông Từ bị khiển trách vì không có đủ các biện pháp chuẩn bị và ứng phó với thảm họa, dẫn đến cái chết và mất tích của khoảng 390 người. Hình phạt vẫn chưa được công bố, nhưng có vẻ như sự nghiệp của ông Từ, sinh năm 1964, đã bị giáng một đòn trực diện. Thanh trừng có định hướng. Cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt giữa ông Tập với các đối thủ của ông được chứng minh bằng cuộc thanh trừng toàn tập bộ máy chính trị và pháp lý. Do Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương đứng đầu. Đây là hình ảnh cựu bí thư thành ủy Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, ông Chu Giang Dũng, bị bắt vào tháng 8 năm 2021 với cáo buộc tham nhũng. Tổ chức kỷ luật của Đảng ủy đã hoạch định chính sách và cấp cao nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát Bộ Công an, Bộ An ninh Nhà nước, thường được gọi là KGB của Trung Quốc, Cảnh sát Vũ trang Nhân dân PAP và Viện Kiểm sát và Tòa án. Trên bề nổi, ông Tập dường như đã giành được chiến thắng vào đầu tháng riêng này khi bổ nhiệm thuộc hạ lâu năm của mình là cựu cảnh sát Phúc Kiến ông Vương Tiểu Hồng làm bí thư đảng ủy kiêm thứ trưởng hành pháp của cơ quan đầy quyền lực. Tuy nhiên, bộ trưởng này vẫn là ông Triệu Khắc Chí, người hầu như không được ông Tập yêu thích. Tại cuộc họp quốc gia vào ngày 15 tháng 1 về các vấn đề chính pháp, chỉ có 4 trong số 10 cán bộ hàng đầu của Trung ương Đảng đã có mặt, đó là dấu hiệu rõ ràng về sự thiếu tôn trọng giữa các quan chức cấp cao Trung Quốc và cho thấy rằng việc nắm bộ máy chính trị pháp lý của ông Tập là kém an toàn. Và câu hỏi đặt ra là quân đội của ông Tập như thế nào? Đồng thời với việc nhắm vào các đối thủ của mình trong Đảng và Nhà nước, ông Tập, người cũng là Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương và Tổng Tư lệnh Quân đội, đã tìm cách củng cố quyền kiểm soát của mình với những tướng lĩnh cao cấp nhất bằng cách thăng cấp đại tướng cho 7 trung tướng quân đội Trung Quốc và một sĩ quan cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc được xếp lên ngang hàng với cấp tướng trong tháng riêng này. Ông Tập đã phá kỷ lục về quân đội về việc thăng cấp khi thăng tới 38 sĩ quan lên cấp tướng kể từ năm 2019. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm quân khu Quảng Châu sau khi trúng cử Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trước đây, Chủ tịch Quân ủy Trung ương thường chỉ chủ trì một đợt thăng cấp tướng cho mỗi năm và điều này thường xảy ra vào khoảng ngày quân lực, tức là ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, vào cuối tháng 1, ông Tập đã tiến hành đợt thăng quân hàm tướng lãnh lần thứ 3 trong chỉ chưa đầy nửa năm. Một quy tắc được tuân thủ rõ ràng là các trung tướng chỉ có thể đủ điều kiện để được thăng quân hàm đại tướng sau khi phục vụ tại vị trí của họ ít nhất 24 tháng. Một vài trong số 7 vị tướng mới được lên non đã không phải là trung tướng trong 2 năm. Hơn nữa, một truyền thống được coi trọng là người đứng đầu chỉ huy quân khu thường phục vụ ít nhất 2 năm. Các nhà phân tích về quân đội Trung Quốc coi những chuyển động tổ chức bất thường này là do những nỗ lực của ông Tập nhằm tăng số lượng cấp tướng cấp đại tướng và chỉ đặt những sĩ quan hoàn toàn trung thành vào các chức vụ chủ chốt. Ông Tập nói, chúng ta dũng cảm xoay con dao vào trong, cắt qua xương để loại bỏ chất độc, nhằm đảm bảo sự trường tồn và không ngừng củng cố của Đảng. Do không có sự kiểm soát và thăng bằng trong các định chế chính trị lớn ở Trung Quốc, cuộc tranh giành quyền lực ở các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là sẽ tiếp tục bị nghiêng ngả trong tương lai gần. Kính mời các bạn xem bản tin Kon Tum
khởi tố bắt giam nghi phạm giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Tờ báo điện tử Công an Kon Tum đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989 về tội giết người trong cái chết của linh mục Trần Ngọc Thanh. Hiện cũng chưa rõ vì sao lệnh khởi tố được ban hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, nhưng bản tin về vụ án chỉ mới được đăng tải vào ngày 2 tháng 2. Vụ việc xảy ra vào 19 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2022 và nghi phạm được cho là bị người dân có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ và giao cho công an địa phương ngay tối hôm đó. Bản tin của báo Công an Kon Tum mô tả, đối tượng Nguyễn Văn Kiên khai nhận là thành viên của gia đình giáo dân Công giáo và thường đi lễ, đọc kinh tại nhà thờ thuộc xã Salong, huyện Ngọc Hồi. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Khoảng 19 giờ vào ngày 29 tháng 1 năm 2022, biết tại nhà thờ bà Y Mới thuộc thôn Giang Lố 2, xã Salong, huyện Ngọc Hồi, một điểm sinh hoạt của nghi thức tôn giáo của giáo dân đang diễn ra nghi lễ do ông Trần Ngọc Thanh là linh mục giáo xứ nhà thờ Đắc Mốt, xã Salong, huyện Ngọc Hồi chủ trì. Nên Kiên lấy một dao dài khoảng 40cm của gia đình đi đến nhà bà Y Mới. Do thấy đông người nên Kiên đứng ngoài đợi. Khoảng 30 phút sau khi mọi người ra về, trong phòng chỉ còn khoảng 20 người thì Kiên đi vào và dùng dao sát hại ông Thành. Sau đó Kiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi chỗ đàn piano ở gần bàn thờ Chúa nên chạy đến dùng dao để chém. Tuy nhiên người này đã kịp dùng ghế gỗ tránh đỡ và chạy thoát. Người dân có mặt tại hiện trường đã khống chế, bắt giữ và lấy dao từ tay Kiên, đồng thời nhanh chóng đưa ông Trần Ngọc Thanh đi cấp cứu. Nhưng ông đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an huyện Ngọc Hồi khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Văn Kiên để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bản tin viết. Tờ báo điện tử của Công an Kon Tum đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định bắt ông này về tội giết người trong cái chết của linh mục Trần Ngọc Thanh. Vụ việc cũng được loan tải trên mạng xã hội là xảy ra trong lúc linh mục Thanh đang làm lễ giải tội ở giáo xứ Đắc Mốt ở Kon Tum. Thông tin đăng tải trên trang web của giáo hội Kon Tum, vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1 tại nhà thờ thuộc giáo xứ Đắc Mốt. Đây là hình ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ sát hại. Linh mục Cui Giờ Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Ông được thụ phong linh mục vào tháng 8 năm 2018. Trước khi qua đời, linh mục Trần Ngọc Thanh phục vụ tại giáo họ Salong, giáo xứ Đắc Mốt thuộc giáo phận Kon Tum. Nguồn tin của giáo hội đăng trên các trang giáo phận khác nhau cho biết cha Cui Giờ Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, là phó sứ của Đắc Mốt. Thánh lễ đưa Trần được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 1 tại tu xá Đa Minh, Kon Tum và an táng tại tu viện Đa Minh ở Đồng Nai. Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội bình luận như sau: cái chết đau đớn của linh mục là đầy nghi vấn và gây ra phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung. Tôi có nói chuyện với một linh mục trong khu vực và với một người là bà con của cha Thanh và sự việc đã được xác định. Cha bị chém hai nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người thầy khác đang lau bàn thờ quay lại. Can cũng bị chém sượt đầu, giơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy ghế. Luật sư Lê Quốc Quân đã nói như vậy từ Hà Nội. Còn đức cha Aizo, giám mục bộ phận Kon Tum, chia sẻ rằng ông bàng hoàng biết tin, không ngờ lại có một chuyện xảy ra như thế. Giáo phận Kon Tum trích lời đức cha vào ngày 30 tháng 1 chia sẻ như vậy. Còn giáo phận Kon Tum không chia sẻ chi tiết nguyên nhân tử vong của cha Thanh. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn người Công giáo, một số giáo dân đã chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào đầu của cha Thanh. Tính đến chiều ngày 31 tháng 1, vẫn chưa có báo chí nào của nhà nước Việt Nam đưa tin về vụ sát hại này. Đây là hình ảnh linh mục Cui Trần Ngọc Thanh. Trang web chính thức của dòng Đa Minh và giáo phận Kon Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức về lễ tang, còn trang tin của Công an Kon Tum và báo Kon Tum
của chính quyền địa phương lúc đó chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt giữ nghi phạm. Theo tìm hiểu của đài BBC, tính tới 21 giờ ngày 31 tháng 1. Trong khi đó, một số trang tin công giáo tiếng Anh như Catholic News Agency và National Catholic đã đưa tin về vụ sát hại này. Trang tin của vietcatholic.net dẫn lại lời linh mục Nguyễn Minh Nhật ở Sài Gòn rằng linh mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và không có động thái né tránh vì bất ngờ. Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn thắc mắc, công giáo cho rằng nghi phạm không phải là người bị tâm thần. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra bình luận như sau. Nguyễn Văn Kiên, kẻ này đã ra tay sát hại cha Cruz Trần Ngọc Thanh trong khi cha đang ngồi tòa giảng tội ở giáo họ Sao Long thuộc giáo xứ Đắk Mốc, Plei Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum. Theo một người thân cận của cha kể lại, hắn ta là một người bình thường, không bị điên, càng không ngáo đá. Nói ngáo đá đó là tin tức bịa đặt, sai sự thật. Từ lúc hắn ta chia tay vợ thì thường lui tới chơi với những công an viên của xã. Hắn cũng đã bị bắt để điều tra sau khi chém cha Thành. Nằm ở phía tây bắc của cao nguyên Trung Phần, đây là một vùng giáp biên có dân thừa thớt, đại đa số là người thượng nên hoạt động tôn giáo bị nhiều hạn chế bởi chính quyền. Hàng chục năm qua chịu nhiều sự bức hại từ chính quyền địa phương. Theo nhiều anh chị em hoạt động thiện nguyện cho biết, những vùng như thế này nếu lên để làm thiện nguyện mà không xin chính quyền tại đó thì sẽ bị kẻ lạ mặt tấn công vô cớ. Đây là hình ảnh đám tang linh mục Trần Ngọc Thanh. Ở Kon Tum, người ta kể ra ít nhất có 4 vị linh mục bị hành hung giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật, mà điểm chung là những người đó đều bị chính quyền từng nhiều lần đe dọa trực tiếp hay gián tiếp. Cha Thanh, một linh mục dòng Đa Minh, được thụ phong linh mục vào năm 2018. Năm 2019 đã xung phong lên giáo xứ Đắk Mốt và lên phó xứ và sau đó phụ trách nhiều giáo họ trong xứ. Trong đó có Đắk Xú là một nơi gắn bó với cha từ ngày lên nhận xứ. Tình yêu thương người nghèo, thương những em nhỏ vùng biên, nơi tới trường phải đi chân đất lội bộ cả chục km, nơi các em cơm ăn trộn với cơm trắng. Cha đã cố gắng tìm nhiều ân nhân, xin nhiều nơi bằng nhiều cách để mong sự quan tâm của họ tới nơi vùng xa mặt trời này. Giáo họ Sa Lông chuẩn bị tách ra lên giáo xứ Cha Thanh vì quản nhiệm cách đây chỉ đúng một tháng. Mới đúng một tháng, cha còn chưa kịp nhớ tên của ban bệ trong giáo họ thì làm sao gây thủ oán cùng với ai. Cha Thanh cũng không hề biết tên Kiên này là ai, càng không gây ra thủ oán với anh ta. Vậy mà anh ta lại tung những nhát dao chát chúa vào vị mục sư tử vì đàn chiên này. Nhưng vì sao anh ta lại giết cha là một câu hỏi chắc chắn sẽ khó có câu trả lời. Hiện tại, tất cả truyền thông nhà nước đều im bặt một cách khó hiểu. Thường một vụ án giết người thì đám báo chí nhà nước chắc chắn không bỏ qua để chạy tin kiếm view, nhưng đây thì lại im. Mấy tháng trước, cha còn đang ở Đắk Xú, ân nhân ban tặng cho cha bàn đá và tượng thánh Cruz. Khi công trình hoàn thành xong thì một tuần sau cha báo tin cho chị ân nhân ấy là tượng thánh Cruz ở Đắk Xú bị chính quyền tới cầu đi sau nhiều lần đe dọa phải tháo dỡ. Đây là hình ảnh các nhân chứng đang kể lại sự việc với các cha trong nhà nguyện nơi xảy ra vụ sát hại. Chỉ còn trơ bệ tượng, cha không chịu khuất phục nên bị chính quyền cầu đi. Cha Thanh phải xin tượng thánh Cruz nhỏ hơn, chưa kịp thì cha đã bị sát hại. Phải nói rằng ở Tây Nguyên các hoạt động tôn giáo bị bức hại rất khủng khiếp. Những năm qua, những người theo đạo Tin Lành phải chạy lánh nạn sang Thái Lan tị nạn vì họ bị chính quyền đàn áp, thô bạo. Phật giáo như Bát Nhã ở Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng bị chính quyền đàn áp, làm cho 400 tu sĩ phải chạy sang Thái Lan tị nạn chính trị và lập làng mai. Ngay cả mấy tháng trước ở Kon Tum, có một linh mục bị đâm trọng thương và nhiều tu sĩ nam nữ bị chính quyền tấn công vô cớ như đâm xe hay ném đá. Ngay việc xây dựng một cái bếp của mấy tu sĩ công giáo cũng bị sách nhiễu đủ điều, bị chính quyền hoạnh hoẹ là chưa đủ tiêu chuẩn ABC, thì dự định xây một nhà thờ của cha Thanh chắc là, tôi không dám nhắc, chắc chắn rằng chính quyền đứng phía sau vụ sát hại cha Thanh hay không, nhưng tôi tin chắc chắn rằng cha Thanh và kẻ thủ ác tên Kiên này không hề có xích mích hay thủ oán với nhau. Không thủ oán mà ra tay tàn nhẫn như thế, chắc chắn phải có động cơ nào, ai giật dây đằng sau.
Ông Phạm Minh Vũ đã đặt ra câu hỏi như vậy.